Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Đầu năm 2020, ba con giáp này được thần tài điểm mặt chỉ tên của lá chất đống tài lộc song sinh. Thì ngay trong những cái ngày đầu năm 2020 này thì những con giáp đây đã được thần tài ưu ái nên là đổi vận bất ngờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ba con giáp này là những con giáp nào và liệu rằng có chúng ta trong ba con giáp may mắn này hay không. Thứ nhất, xin được chúc mừng người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi là những người được trời ban nhiều phước lành nhất, nên làm gì cũng thuận lợi và xuân sẽ không phải lo nghĩ. Đáng chú ý là trong năm Canh Tý 2020 này thì cuộc sống tuổi Hợi có nhiều cái sự thay đổi bất ngờ. Không biết quãng thời gian trước đây tuổi Hợi đã phải chịu những cái gì, nhưng chỉ cần sang năm 2020 thì mọi chuyện sẽ tiến triển vô cùng tốt đẹp. Theo đó thì ngay từ đầu năm 2020 thì những người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, không phải lo nghĩ. Chưa hết, đến giữa năm, thần tài và quý nhân lâm môn tuổi Hợi lại càng khởi sắc hơn nữa. Con giáp thứ hai là tuổi Thị. Theo tử vi, con nói thì chỉ cần bước sang tháng đầu năm 2020 thì thu nhập của người tuổi Thị sẽ gia tăng chóng mặt. Tháng 1 năm 2020 được coi là tháng thuận lợi cho cái sự nghiệp của những người tuổi Thị. Kể từ đây thì thu nhập của bạn sẽ tăng lên dồi dào và có thể chi tiêu không phải lo nghĩ gì nhiều. Và không những vậy thì những cái thời điểm này những người tuổi Tỵ còn có thể nhận được một cái số khoản thu nhập bất ngờ. Tử vi có nói thì những thứ này là nhờ tài vận của tuổi Tỵ trong tháng này khởi sắc. Và con giáp cực kỳ may mắn thứ ba trong số 3 con giáp may mắn trong đầu năm 2020 này đấy là người tuổi Thân. Thì tuổi Thân là những người mà chịu thương, chịu khó, không ngần ngại đối mặt với khó khăn, thử thách để đạt được cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Thì đáng chú ý là khi bước sang năm 2020 này thì vận may của những người tuổi Thân sẽ khởi sắc rực rỡ. Theo đó thì ngay trong tháng 1 năm 2020, người tuổi Thân đã có quý nhân phù trợ nên công việc thuận lợi. Không những vậy, tài vận dồi dào, càng làm ăn càng sinh lời, giúp thu nhập tăng lên chóng mặt. Thậm chí cái thời điểm giữa năm chỉ cần tuổi Thân nắm bắt được cái thời cơ thì cuộc đời sẽ lên hương bất ngờ. Vâng, quý anh chị thân mến, thì trên đây quý anh chị và các bạn đã cùng ban biên tập chúng tôi tìm hiểu về ba con giáp cực kỳ may mắn trong đầu năm 2020 này, và xin được chúc mừng quý anh chị và các bạn đã có tên trong ba con giáp này. Mong rằng trong năm 2020 này quý anh chị và các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng bất ngờ hơn nữa. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.